Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh nghe các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình thanh lý cái con âm ly Denon PMA890D nghe các bạn. Đây là dòng âm ly tích hợp có chức năng dạy mã DAC nghe các bạn. Dạy mã nhạc số qua hai đường in optical và ba đường in audio nghe các bạn. Bạn nào mua âm ly Denon 890D này vừa tiết kiệm được một cái khoản mua đầu dạy mã nha các bạn. Chất lượng dạy mã 20 bit cũng rất là hay, rất là chi tiết nha các bạn. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản nha các bạn. Mặt núm nói chung còn đẹp, không có trầy xước nha các bạn. Chữ nghĩa còn rất sáng đầy đủ nha các bạn. Đó, đây là con âm ly anh khách hàng nâng cấp nên bán thanh lý. Mình đưa lên đây các bạn nào, cho bạn nào có nhu cầu không có đủ điều kiện mua cái hàng bãi thì có thể mua con âm ly này về sử dụng rất tốt, rất hợp lý nha các bạn. Đó. Máy là nguyên zin nguyên bản, mình bán ra mình có cam kết bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về sử dụng. Đó, máy bao gồm một tăng phô nè, rất lớn nè, 4 tùy lọc nguyên nguồn nè. Đó, tản dạ nhiệt, dòng này chạy 8 sò xanh can nha các bạn. Đó, bên đây là mạch digital nè các bạn. Đó, mạch dạy mã nhạc số nè nằm đây nha các bạn. Đó, bao mạch công suất. Đó, đây là bao công suất đầu ra. Đó, bao mạch công suất. Đây là bo mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn. Phần rề nó nằm ở trên hộp phía trước nha các bạn. Máy sườn sexy là còn đẹp nha các bạn. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Tất cả các jack kết nối cũng còn sáng nha các bạn. Còn sạch sẽ, chữ nghĩa còn đầy đủ nha các bạn. Đó. CD phono tuner AUX test 1 test 2 in out. Dòng này đánh được hai cặp loa nha các bạn. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 tới 16 ohm thì các bạn đánh từng cặp riêng biệt. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng một lúc thì yêu cầu loa có trở kháng từ 12 tới 16 ohm. Đó. Rồi thông tin Denon PMA890D có số ri 0180 nghe các bạn. IC 100V 216W nghe các bạn. Rồi. Ở đây là nó có ba hai đường in optical và ba đường in coaxial, một đường out coaxial nghe các bạn. Đó. Dòng này là điện 100V sản xuất ra thị trường nội địa Nhật nghe các bạn. Sau đây mình test các chức năng cho bạn xem. Dòng đánh được hai cặp loa mà A này, B này, A B này các bạn thấy không? Đó. Rồi. Bass này bạn. Đó, rất là rất căng. Tép sẽ tới sàn chụp đây red các bạn. Cái này lau nét các bạn. Sắp xếp các bạn. Đó, ba lăng này các bạn. Này mút tin mà. Rồi. Red out selector mà thích xài. Còn này là function selector nghe bạn. Là chức năng là chọn ngõ mình đang CD nha các bạn. Đó, ở đây là có đường digital selector, các bạn lưu ý giùm mình ha. Nếu các bạn nghe đường vào RCA thông thường thì các bạn sử dụng function selector bên góc tay phải. Đó, giống ngõ vào đó các bạn. Đó, một khi các bạn kết nối qua đường coaxial hoặc optical để nghe nhạc số, dạy mã nhạc số, các bạn có thể kết nối trực tiếp từ TV xuống á, thì các bạn lưu ý giùm mình nè. Các bạn, cái đầu tiên là bạn bên tay phải function selector các bạn chuyển qua digital cho mình ha. Đó, là đèn ở đây sẽ sáng nè. Đó, cái thứ hai là cái lưu ý là digital selector thì nó có ngõ vào ba ngõ đồng trục nè các bạn. Đó, đát rồi đó là và các bạn có thể chọn ba ngõ đồng trục vào hoặc là hai ngõ đường optical nghe các bạn. Hiện tại mình đang kết nối đường optical 1 thì bạn ấn qua là có đường 1 thì đèn ở đây sẽ sáng bạn ý nè. Đó. Đó. Rất đơn giản các bạn ha. Khi các bạn muốn nghe CD là thì các bạn chưa gạt cái này qua thôi. Rất đơn giản các bạn ha. Sau đây mời các bạn nghe một đoạn qua đường CD nghe các bạn. Qua đường dạy mã nhạc số đi các bạn. Các bạn chỉ cần gạt này qua. Người ngoài biển khu
gầy lạnh lùng em thương nhớ anh. À, các bạn lưu ý khi mà các bạn chuyển qua digital input á, là ngõ vào nhạc số á, thì đèn ở đây sẽ sáng nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình, khi nhận được tín hiệu thì đèn sẽ sáng. Nếu các bạn kết nối mà các bạn chuyển ra những cái ngõ digital selector á, mà tất cả các ngõ này mà đèn không sáng á, tức là tín hiệu không nhận được. Bạn phải kiểm tra cái đường tín hiệu, đường out. Nếu nó sẽ có là tự động sẽ nhận được nha các bạn. Đó, rất đơn giản các bạn ha. À, mình xin thông báo thêm là con Amly đời nông PMA890D này Made in Japan, điện 100V, công suất 216W. Đó, dòng này được sản xuất vào năm 1989 với giá xuất xưởng là 89.000 yên nha các bạn. Đó, với kích thước á, là 43,4cm, cao là 18 và sâu là 42cm nha các bạn, và nặng 18kg, cũng tương đối rất nặng. Đó, dòng này là chạy 8 sò xanh can. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 6 ohm á, thì công suất ra mỗi kinh là 130W nha các bạn. Đó, nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm đó, thì công suất ra mỗi loa là 110W ngang một kinh nha các bạn. Đó, dòng này rất là dễ ghép loa các bạn. Đó, các bạn có thể ghép JBL, Pioneer, Onkyo, Daikin, đó, tất cả các loại loa Nhật luôn các bạn. Infinity, Sharp, Mega, loa Mỹ đã đánh rất là tốt. Đó, cái đặc biệt, cái điều quan trọng hơn là do mình thanh lý nên cái giá mình đưa ra cực kỳ hợp lý nha các bạn. Đó, bạn nào chưa có điều kiện để thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Đó, cái giá mình đưa ra rất tốt nha các bạn. Và với giá là chỉ có 12.500.000 đồng nha các bạn. Mình bao ship toàn quốc. Đây, mời các bạn nghe một đoạn. Trường em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ, tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa trên đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi 10 năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã. Rồi, sau đây mình quay tổng thể cho các bạn xem. Đó, nắp còn vuông vức, không bị móp méo, không bị cứng xước nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Rất cảm ơn các bạn đã nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo con Amly đời nông PMA890D, dòng Amly tích hợp, có tích hợp thêm chức năng dạy mã nhạc số nha các bạn. Qua đường Cosal và đường Optical, các bạn có thể kết nối trực tiếp từ TV, nghe nhạc mạng rất đáng hay, rất đáng trải nghiệm. Đó, với chất lượng dạy bạn là 20 bit cũng tương đối tốt nha các bạn. Cái quan trọng là cái giá mình bán chỉ có là 12.500.000 đồng dành cho con Amly PMA890D, hàng nội địa Nhật, bản 100V nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.